Đây là những app đã giúp mình trong suốt quá trình vừa qua 16 tháng nuôi em bé nhé Đầu tiên là app rất là quen thuộc với các mẹ bỉm sữa Việt Nam, chính là bé của mẹ. Đây là một app Việt Nam tiếng Việt hoàn toàn, chúng ta có thể theo dõi từ lịch easy cho bé này, kết hợp lịch ăn uống cũng như là tham khảo các ý kiến của các mẹ bỉm sữa cùng giai đoạn và đặc biệt luôn ấy là có cả lịch tiêm chủng cho con nữa. Tuy nhiên Ly lại rất là ít khi dùng app này tại vì hơi nhiều tính năng và làm cho mình hơi bị loạn một chút. Nếu bạn là một mẹ bỉm sữa theo chủ nghĩa đơn giản thì hãy đao về ngay Baby Tracker. Đây là một chiếc app theo dõi ăn, ngủ, nghỉ, đi vệ sinh và cũng như là tiêm chủng của con nữa. Rất là cơ bản thôi. Tất cả thông tin chúng ta sẽ cùng cho vào đây và chúng ta sẽ có một biểu đồ thông tin rất là rõ ràng về tất cả nhu cầu của con. Và đây là một cái app Ly rất là yêu thích, rất rẻ thôi, có cả bản miễn phí lẫn bản tính tiền nhé. Có con lần đầu thì chắc chắn là ai cũng nghe đến tuần khủng hoảng hay không? Và nếu như bạn muốn tìm hiểu thêm về tuần khủng hoảng của con, thay vì đọc sách, hãy đào app The Wonder Weeks. Đây là một chiếc app bằng tiếng Anh hoàn toàn sẽ nói về thay đổi của con trong tất cả các kỳ khủng hoảng. Và thời gian đầu Ly rất là yêu thích những app này. Bây giờ lâu lâu vẫn xem tại vì lâu lâu sữa mới khủng hoảng thôi nhưng mà vẫn rất là có ích đấy. Khi con đến tầm 6 tháng thì nghĩa là cũng đến tầm ăn dặm của con rồi phải không nào? Và nếu như mẹ muốn cho con theo Baby led Winning hay còn gọi là ăn dặm bé chỉ huy thì đừng quên Solid Start. Solid Start là một app tiếng Anh hoàn toàn và các mẹ có thể xem được xem nguyên liệu đồ ăn có phù hợp với con hay không, món nào con có thể ăn được rồi và món nào con chưa ăn được. Trước kể đến là có cả những cách cơ bản nhất để làm sao giúp con ăn món này tốt hơn. Nâng cao hơn một chút dành cho các mẹ thích nấu ăn cho con và thích bày vẽ. Đây là một app có thể cung cấp cho mọi người các công thức nấu ăn, các món ăn khác nhau cho con để có thể thay đổi và phù hợp với độ tuổi của con cũng như kỹ năng của con đấy. Các bạn luôn hỏi mình làm sao để nuôi con dễ dàng hơn.